Để cái bao lên đi rồi nữa vô dây sao? Để cái bao xé ra. Rồi xin chào cô chú anh chị gần xa. Mình tên Sơn, ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, Vĩnh Long. Số điện thoại mình là 070-490-1225. Thì bữa nay cũng về được một lô gồm có được mấy cây chú thủy cha đen nu nha. Thì whip nha. 2, 4, 5 cây whip. Dạ, một cây mai. 3 cây mai. Rồi, mã số 1. Này là đen nu lên cục cho nha cô chú anh chị. Cây rất là đẹp. Về cô chú chơi cứ tán ở đâu thì tán, hoặc là chơi nguyên cái này nữa là ra nhanh lắm nha. Mấy cái bạn này là ra nhanh lắm. Chỉ cần đóng đều. Vì đây mình dễ xếp, sau này chừng vài tháng là ra bung ra. Cái này là hình thú nha, cây nó to nè. Tu nè. Đó. Cô chú chơi mấy cây này là có tiền không khó mà kiếm nè nha cô chú. Có tiền cũng khó mà mua được nha. Cao thì 1m1,5 tới đây, lên tới trên kia thì khoảng 4 tấc nữa, 1m4, 1m9. Cao 1m9. Hoành thân mình đó tại vị trí này nha. Đây, vị trí này là 49. Này đó cái cục đế trước này đi. Đăng cái trước này đi. Lộn thước rồi. Tám mươi ba hình thú nha cô chú, hình thú nha anh chị em. Dòm cây rồi rất là đẹp đó, cây này là cây đỉnh nha, đúng là cây đỉnh. Mình về được 4-5 cây đỉnh nha, 5 cây đỉnh đó. Dòm rất là quái quăng và rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mã số 1 mình xin giao lưu cô chú anh chị là giá là 19 triệu. Đó tổng hai cái hình mình thú luôn á. 100 160. Ừ. Tu na cù cục, cái cây này là già, cây lâu năm lắm nha cô chú anh chị. Cái này cũng 2-3 đời à. Cây này thì nó có hơi lủng đây có chút xíu nha cô chú anh chị này, mà nó sành đây nè. Cái rễ của nó, cái thân nó nè. Sành nha. Bằng ngón tay à. Đây cũng vậy. Rồi mã số 1 19 triệu. Đây cây quay từ từ. Này vài tháng là nó lên là đây cái mâm này ra là đẹp nha cô chú anh chị. Mình cũng còn chừa trên đó vậy đó, cô chú anh chị nào muốn chơi lùng thì tán. Tán đây lấy chi lại. Tán khúc nào thì tán. Rồi xuống cây. Rồi mã này mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2 này rất là whip luôn nha. Dữ lắm luôn. Nu da đen nu nè. Lên tới trên luôn.
mà cái cục này cái nè mã số 2. Ê, mình quay này hôm qua đồ nó cũng có chơi ấy mà mình thun vô lại cô chú anh chị dẫn tàn ra để ấy nha, tại vì mấy người xưa người ta cuốn vô nó cuốn vô nó thấy nó gói quá à, mình cắt. Mã số 2. Cao cũng 1m9. Mã này đọc kêu là bà là nó nguyên cái này là đặt hết nhanh cô chú anh vậy. Nè cái cục dơm nè. Nói chung ra cây này là cây cũng có giá trị lâu năm nha, có tiền cũng khó mà kiếm được một cục như gì nha cô chú anh chị. Ai chơi cây kiển này kia đồ dòm vô cái cây này thì khỏi chơi đâu vào đâu. Cao 1m9, hết biết cái cục nè, cục để mình tham khảo nha. Cao 1m9, hoành thân thì 69 thôi. Cái cục này là cục dính luôn, bự liền luôn nha cô chú anh chị, tạt xuống đây liền luôn nha, nè đó, nó liền xuống luôn, quay từ từ cho cô chú anh chị xem đó, đặt liền xuống. Nó liền ra cái ngoài cái đuôi này luôn nha cô chú anh chị. Đúng ra là đo hoành là đo đây nè. 130. Nó dính liền qua đây, dính liền hết trơn đây luôn. Đây dính liền hết nha. Nguyên cục cắt là đẹp. Rồi mã số 2 có giá là 29 triệu nha cô chú anh chị. Muốn kiếm cây này thì nói chung ra là độc nhất vô nhị luôn nha. Có một nha. À, chơi cắt hôi thì mình cắt ở đây cũng được nha cô chú anh chị, cắt đây về đây nuôi cũng được nè, đây cũng được nè, tán ngang đây cũng được nè, tán đây lấy chi một chi hai thôi, tán lấy chi một chi hai đây nè, dẫn đây cây rất là đẹp nha. Mã số 2 có giá là 29 triệu, rồi mình quay vài vòng cho cô chú mình xem. Cô chú anh chị để ý cái cục này nó dữ lắm nha. Nè. Đây nó rất là hay, nó ra được cái cục cái đuôi này nó dính liền với nhau luôn. Cây nguyên vẹn không lũa không gì hết. Rồi mã số 2 này có giá 29 triệu. Rồi xuống cây. Rồi cây nè, mã số 3 nha cô chú anh chị. Nó như cái núi nè. Đó, này thì có chi cành này kia đồ cô chú vậy này. Thì vài tháng thì nó ra chi cành nha. Còn cái dù trên đó thì mình để vậy, giờ mai mốt gì có ai có chốt có gì đó đi gì đó mình phun lá vô nha, bóp tàn gửi đi. Lặt lá hết. Có chốt gì đó lặt lá trơn, cái này như cái núi nha em.
Đấy, cây nè. Cao rồi, cầm rỡ cũng 2 mét. Tại nó có chớp dù ở trên. Mình tính thun rồi đó mà thấy cái dù này đẹp quá. Tính bấm vô qua. Về cô chú chơi chuyển chung rồi tán ở đây nè. Tán đây đục cái này cái cho có cái eo à, giọng chi xe liền. Tán cái chi này bỏ luôn cũng chơi chi 1 chi 2 đây rồi đây dặn đọt nó nha cô chú anh chị. Mình thấy tán uổng quá. Cây nè. Hết quyết không? Cây quyết nha. Nè. Cô chú anh chị vào nè. Đó. Cục nữa nè, không giáp luôn nha. Nói chung cái bầy chú thủy này về là nó già cây mà nó lâu năm dữ lắm rồi, hai đời rồi, đời ông rồi tới đời ông này ông mới mình siêu tầm mấy cây quýt để cho 2 mét chiều cao. Đó ngay chăn gỗ ghế này nha cô chú anh chị. 58. 59 đến 58 thôi. Ở đây nó chạc 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 thế này nè, rồi nó lên san hô. 125. Ở trên cái dòng nhẹ ở trên đó rồi xuống dưới đây. 200. 200 là cái cũ này nè. Đây 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 năm tắc nè. Số điện thoại mình là 070 490 1225. Rồi cây này có giá là 22 triệu nha cô chú. Mã số 3. 22 triệu. Có tiền cũng khó mà kiếm được mấy cây quýt này chơi nha cô chú anh chị. Cô chú thấy bắt chính mình hợp đồng với nước ngoài này kia đồ mấy cục chú thủy, hai cục chú thủy sau lưng đó. Trắng thủy đó là trắng ăn. Ngay trong phòng làm việc của bác chính là có cây hai cây chú thủy đẹp lắm nha. Rồi mã số 4. À, như cái núi vậy đó. Thì gót hơn nữa, nó quấn lại đặt lại giống như vậy. Nói chung ra nó chưa có đặt thôi, hôm đó cũng cây này nó có cái kẽ hở. Nó không quýt bằng hai cây trước. Ba cây trước. Cây này tán đây mình chơi bonsai cũng rất là đẹp nè nha. Chị cô chú cây già cây nu nằng lên rồi cao 2 mét. Bình thân vị trí này thì 41. Củ rễ thì 190. Rồi mã này có giá là 9 triệu 9. Mã số 4. 9 triệu 900 nghìn.
mình bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Số điện thoại mình là 070 490 1225. Giờ gương mặt mình là thân quen, mình đi kiếm cây vip về cho cô chú anh chị chơi không nha. Chạy này thì mình để về cô anh chị nào muốn chơi sao chơi, cắt lùng cũng được mà để chi cao rồi chuyển chung cũng được. Chế cây này về cắt là bonsai để cắt là đẹp nè, rất ngọn không à. Rồi xuống. Rồi máy số 5. Này nó cũng là lắc lại đây nó cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây này thì nó lên được tứ diện. Cây này cắt bonsai không được, mình để gì đây nó ra chớp tứ diện luôn nha. Còn cái tàn trên đó thì cứ để gì đại nữa càng ngày nó ra, mình lấy dây mình ốp vô. Còn mấy cây kia cứ cắt đường cắt là ok. Mã này mã số 5. Rồi 1m9. 1m9 chiều cao. Hoành thân thì 47. Chủ đế thì 150. Cái này giá là 5.9 triệu nha cô chú anh chị. Cây quýt rồi cây độc nhất châu nhị thì mình bán theo như ấy nha, chứ cũng không có dòm cây cô chú anh chị biết rồi đó. Thì cây đó hình giá đó cũng không có là cao nha cô chú anh chị. Mình còn cây chú thủy này nữa. Cây này cũng có giọng lắc ẹo rất là đẹp nha, nó có ệt phía sau nè. Này là chánh đông da đen luôn nha. Mình đánh cái hàng vip nha cô chú anh chị, hàng này hàng vip ở vườn không nha. 89. Sáu mươi sáu. Cây này đánh bonsai cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây mấy chi này nữa mình dẫn ra nha. Trọng lắc. Rồi cây này có giá là 3.2 triệu. Mấy cây này nó lên nè. Rồi mình chặt nha cô chú anh chị. Cây con nó lên. Cây mã số 6 3.2 triệu. Rồi lên hai cây khế. Này mình về được hai cây khế chua rất là quái nha. Cây ghế này như cây khế nó đột biến nha cô chú ô tú anh vậy. Cây khế mà có cây mai nó dính vô chổng mà dính vô luôn cái thân luôn nè. Nè. Dính nữa bẻ cái chi này ra làm cái mai đây. Đây có cái chi mai ở đây nữa nè. Ừ.
Nè, dính vô luôn nè, dính sắt gạt vô luôn nè. Này là nhánh mai nha. Này là cây mai nè, nó dính vô nè, nữa mình bẻ đây ra mai nè. Mã số 7. Đây mai nè, thấy không? Nó dính nè. Nhát luôn rồi không có. Dễ này dễ mai. Dễ mai mà. Thế hả? Mai với khế dính vô là hiểu luôn nha, 70 chiều cao. Hoành thân thì 52. Không, mình cho vị trí này đi. 50. Mấy cây quái đo nó tùm tùm rồi chứ. Đây đưa cái kéo ra rồi nhấp này luôn nha. Cái ghế này thấy nó thấy không? Đưa cái giọng lắc ra dưới nhánh mai chắc là đẹp. Rồi cây này có giá là 2,2 triệu. Cây khế nha, khế chua nha, dính cây mai. Sau này là quất hai cái tàn mai hai bên đẹp lắm nha cô chú anh chị. Mã số 7 2,2 triệu. Mã số 8. Mã số 8 nè, khế với mã dài giót nhọn. Cái này chơi đẹp lắm nha cô chú anh chị. Một trăm mười lăm. Anh thắng mình đo cái chân cổ ghế này thì 42. Đế nó sổ lên thì 42 luôn. Mã này là mã số 8. Cái này mã số 8 phải không Bình? Mã số 8 này có giá là 2,9 triệu. Cái khế rất là đẹp nha. Thấy nó nhỏ mà nó dài dữ lắm, rất là đẹp. 2,9 triệu. Rồi xuống cây. Đưa nè cái mai. Rồi mã số 9 là mai vàng. Mai này từ 7 đến 12 cánh nha cô chú anh chị. Đó cũng có hình thú nè. Có cái đuôi đây nè, mình vô như dây này mình quấn quấn lên nè. Đây này cũng cái cục cũng đẹp. Cao thì 100. Hoành thân thì 39. Nó có cái ệt này nha, mình đo luôn cái tổng cái ệt này luôn nha cô chú anh chị. 66. Có ệt dài nè. Từ cái chân ức này đi ra cái đuôi này thì 22. Mã số 9 này có giá là 4,2 triệu. Xuống nè.
Cây hàng huyết nha, cây này lên chậu rồi sau này nó ra chi cành, cô chú vẽ vô đẹp lắm nha cô chú anh chị. Mai vàng. Bỏ đâu? Đó luôn á. Bỏ đây đi. Bỏ đây đi, chụp hình kia thôi. Số 10. Này cái mai vàng mà nó lên thù nha cô chú anh chị. Lâu năm nữa mà lên thù nó đế nơm nè. Dễ nó muốn thù lên nha. Rất là đẹp. Đế nơm nè. Đây là mai xưa nha. Đó, nè, đế nơm nè, thù già cây lên nè. Cao thì 59. Hoành thân thì 35. Chỗ này mình đo xích xuống chút xíu đây. 57. Rồi xuống tới đế cũ đế luôn. một trăm ba mươi thôi rồi để sổ ba mươi bảy rất ngọn à. Mã số 10 nãy giá 5.9 nha cô chú anh chị. Để sổ cái cục mai thì sổ gì đây cũng hiếm có lắm nha, mà đặt hết trơn chứ không phải nè, nó cứ ngắt hết trơn nè. Đó, cô chú anh chị xem đều con chân sau này lên chi là dòm mình bẻ là rất là đẹp nha. Ừ. Mai này là chính tông là mai xưa nha, đi tìm nhiều lắm mới có được một hai cục gì. Rồi xuống đây xuống dục con luôn nè. Rồi mình còn cái túi quý VIP này nữa là mã số 11 nha. Nói chung cây cũng còn cây ăn trái chú sữa rồi dâu này kia đâu. Thì nữa thì quay mình đảo sơ ngang cô chú nè, nào có đo rồi sơ ngang cô chú nào có chốt dâu cây ăn trái đâu đó, vú sữa đâu đó. Tại chi tàn xương nó rất là đặc luôn nè nha cô chú anh chị. Cái này mình đo hạo thôi. Cao 2m9. Tán ngang 2m2, 2m3 gì đó. Rồi rồi. Tán ngang 2m9 luôn này. Hoành thân vị trí này thì 41. Mình đo xích xuống chút nữa. Cái bộ đế cây mai tứ quý này đẹp nha. Tứ quý nở 4 mùa nha cô chú anh chị, 57. Mua cây tứ quý về là giàu sang tứ quý. Một mét gỡ. Tiền vô 4 quý luôn, mỗi quý 3 tháng. Bông nó nở 3 tháng là nở 1 lần, 3 tháng là có bông 1 lần. Nên người ta kêu bằng tứ quý. Bông vàng đỏ rất là đẹp. Xương rất là đều nha. Cây này có giá là 16.900.000 nha cô chú anh chị. 16.900.000 là cây mai tứ quý. Đây đàn này mình bao toàn quắc luôn đi, lỡ rồi bóp đàn vô nha, bao toàn quắc thì cái nào xa xa thì toàn quắc nha con hai. Bóp đàn vô nhiều khi ra ngoài lá này kia đồ nó có rụng thì cô chú nhặn giùm nha. Bao toàn quắc luôn, rất là đẹp, cây tứ quý này rất là đẹp luôn. Rồi mã 11 thì cũng hết cái dàn cây kiển nha cô chú anh chị. Rồi xuống. Cây rất là đẹp.
cục đế này. Ok, quay lại cục đế rồi. Cộng bự 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 không nha. Đây này kia đổ vuốt cũng đế ra rất là đẹp nha. Đế bốn bề hết. Rồi, xuống cây. Rồi mã số 11 thì em cháu cũng thời gian có hạn rồi, em cháu cũng xin chào cô chú anh chị một ngày mới vui vẻ. Thì mình nói gì nói cũng quay như cây ăn trái rồi nè, dâu nè nè, có cái gì điện thoại qua cho mình nha. Rồi vú sữa nè, khế nè. Ra chú Ê Phin ra đó quay mấy cây vú sữa với khế nè. Cục khế nè, cục khế khủng nè. Nha. Cái này là về là vô dây được rồi nè. Cục khế rất là đẹp. Mình cũng còn ba cái cục sữa này nó lên mục hết rồi nha. Đẹp nè, ệt ệt nè. Ăn lên mục rất là đẹp. Đó. Thì có gì đó vú sữa này kia đồ với khế đồ đó, có cô chú anh chị nào nguyệt quế. Đây cái đây cũng còn cục nguyệt quế bự nè. Rồi hai cục nguyệt quế đó nè. Lắc như rồng vậy. Rồi vậy mình cũng có gì đó về nguyệt quế đồ rồi cô chú điện thoại cho mình.